tại sao nhiều người mua chung cư 2 tỷ rồi mà cho thuê 8 triệu trong khi gửi banh mỗi tháng thì thu về 16 triệu. Để tôi giải thích cho các bạn được hiểu rõ nhé. Thực tế thì không phải là người ta bỏ ra 2 tỷ để mua chung cư đó. 2 tỷ chỉ là giá niêm yết thôi. Còn khi chủ đầu tư mở bán và để lấy vốn để hoàn thiện dự án thì sẽ phải đưa ra những cái chính sách chiết khấu nhất định. Và nhà đầu tư thì họ sẽ mua từ cái giai đoạn này. Ví dụ với căn 2 tỷ kia thì lúc họ mua ưu đãi chỉ là 1,5 tỷ mà thôi. Như vậy thì khi bàn giao họ đã lãi 500 triệu rồi. Và sau đó thì họ cho thuê 8 triệu trong một tháng để gia tăng cái dòng tiền thực tế. Bên cạnh đó thì mọi người có thấy là chung cư đợt vừa rồi nó tăng giá khủng như thế nào không? Một căn ngày trước có 2 tỷ thì bây giờ đã bán với giá là từ 2,3 đến 2,5 tỷ. Nhưng cái trường hợp mà chung cư tăng giá như thế này thì là lần đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên là mua dự án kiểu này thì cũng khá là nhiều rủi ro. Có thể là chậm tiến độ hoặc là dính đến pháp lý mà dự án không triển khai được. Có những dự án 10 năm rồi mà vẫn chưa nhận được nhà. Vì vậy nếu mà đầu tư theo hình thức này thì các bạn phải check rõ về pháp lý và uy tín của chủ đầu tư. Còn hiện tại nếu có tiền thì bạn sẽ bỏ vào ngân hàng để lấy lãi suất cao, hay là bỏ tiền vào bất động sản để lấy sổ đỏ. Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Ngồi địa cầu, bán đất mặt trăng, kiếm 12 tỷ đô la Mỹ. Bạn không nghe nhầm đâu, đó là Danny Hope, ông hoàng cơ hội, chúa tể kinh doanh, kẻ bán cả nhà chị Hằng và chú Phượng. Vào năm 1980, sau khi ly hôn và công việc kinh doanh gặp khó khăn, đã khiến Hope nảy sinh suy nghĩ khác người, đó là bán đất trên mặt trăng. Ngay lập tức, ông chạy ra thư viện gần nhà để tìm hiểu xem đã có ai sở hữu mặt trăng hay chưa. Và phát hiện ra rằng vào năm 1967, Liên Hợp Quốc đã thông qua Hiệp ước Không gian không cho phép bất cứ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền với các thiên thể ngoài không gian. Với tầm nhìn vượt ngân hà, ông đã nhận ra hiệp ước này có một lỗ hổng to tướng. Đó là chỉ cấm chính phủ, chứ đâu có cấm cá nhân tổ chức. Việc buôn bán sau đó rất đơn giản, khách hàng chỉ việc trỏ vào một điểm nào đó trên bản đồ mặt trăng. Sau đó Hope khoanh vùng lại, làm hợp đồng và thu tiền. Khách hàng đủ mọi thành phần, trong đó có cả các cựu tổng thống Mỹ như Ronald Reagan hay là Jimmy Carter. Thậm chí chuỗi khách sạn Hilton và Marriott cũng đã đăng ký mua với ý định là mở chi nhánh trên các hành tinh khác trong tương lai gần. Trời ơi, chưa? Tính đến năm 2013 thì Hope tuyên bố đã bán tổng cộng gần 10 triệu km vuông đất không gian. Có nhiều thông tin nói rằng ông đã thu về hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đáng nhẽ đất trên mặt trăng là của chị Hằng và chú Cuội chứ nhỉ? Khả năng cao là hai người này chưa có sổ đỏ nên không được công nhận. Nani? Không biết trung thu này chị Hằng và chú Cuội đi về đâu. Các bạn đã thấy hệ lụy khôn lường của việc chưa có pháp lý chưa? Thực tế, ở Việt Nam đã có người bán trăng trước cổng Hope. Đố các bạn biết là ai? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận.